hóa ra là thầy giáo. Tập 6. Được rồi, cũng tới lúc rồi đó, chúng ta cũng đi thôi. Vẫn còn người. Ai? Còn Hướng. Thầy Hướng. Ca Tử à, chẳng phải cậu đã nói là thầy Hướng là tiêu chuẩn ba môn phối hợp sao? Trên tạp chí nói như thế, đúng không Phi Phạm? Bề nổi của giới giải trí vẫn còn nhiều bí mật lắm. Thầy Hướng à, thầy có sao không? Không sao. Hai ngày nay thầy có chút không khỏe, có chút bất thường. Thầy có còn leo được nữa không? Thời gian cũng tương đối rồi. Được, đi, đi thôi. Đi, dậy. Tớ chịu không nổi nữa. Đi, mau nào. Đi, 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 đi. Không được, tớ leo không được nữa rồi. Có hơi tụt huyết áp. Lại đây, đỡ thầy dậy chứ. Vâng. Không sao. Đi nào. Cố lên thầy Hướng. Đến rồi, đến rồi. Bọn họ cuối cùng cũng tới rồi. Nhanh nào Ca Tử. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Thầy Hướng, nhanh lên nào. Nhanh lên. Thầy có sao không? Thầy vẫn ổn chứ? Thầy Hướng. Thầy Hướng à. Thầy ơi. Cậu nhìn bên kia đi. Thầy Hướng, thầy Hướng ơi, thầy Hướng, thầy Hướng, mau tới đây đi, mau lên. Ở đây đẹp lắm. Đẹp thật đó. Mấy bạn ơi, chúng ta bắt đầu viết nguyện vọng đi. Vâng ạ. Cái gì thế? Thầy Hướng à, chúng em đã bàn hết cả rồi, phải viết nguyện vọng của mình, sau đó chôn ở đây. Sau khi chúng em tốt nghiệp, lại tới đây đào lên. Trịnh trọng thế sao? Tất nhiên rồi, chúng em rất toàn tâm toàn ý tới ước nguyện đấy. Cô hy vọng các em nói với cô mục tiêu của cuộc đời các em. Cô sẽ giúp các em lập kế hoạch cuộc sống và kế hoạch học tập của 3 năm cấp 3. Cô ơi, em muốn vào Thanh Hoa. Cô ơi, em muốn vào Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc, Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Hồ Nam, Đại học Triết Giang, Đại học Nam Khai. Cô ơi, mục tiêu của em là Đại học Giao thông Thượng Hải. Bên đó có hết chưa? Thầy Hướng, đây là ca khúc Ca Tử thuộc nhất đấy.
Tính chất và ảnh hưởng của chuyện này cực kỳ tồi tệ. Thông qua buổi họp thảo luận chính thức, nhà trường quyết định toàn bộ học sinh lớp 8 ghi lỗi nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm cầm đầu cấp học hướng Đông Nam giúp đỡ đổi tiết học Tô Kỳ, Trần Lục Tam đều bị sa thải. Đến cả công việc này còn làm không ra hồn. Hướng Đông Nam nên đổi tên thành Thánh Nói Dối, chỉ biết tham gia các chương trình thực tế, nên theo đuổi thần tượng mang tính năng lượng tích cực. Ban đầu chỉ cảm thấy anh ta kẻ nghiệp như không có chút tố chất nào. Mấy chuyện như thế này đúng là làm cho người khác ghét. Check-in buổi họp lớp đầu tiên của thầy Hướng. Chủ nhiệm Tô, anh sống ở đây sao? Hả? Tôi mới chuyển tới đây vài ngày trước, trùng hợp thế tôi cũng ở đây. Trùng hợp thật. Có vẻ như cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta đúng là một sự tình cờ tuyệt vời. Định nghĩa của anh về tuyệt vời là gì? Hả? Nói thẳng ra vẫn là nhìn mặt. Không phải, chủ nhiệm Tô, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Hiểu lầm hay không, đối với tôi chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng mà có ảnh hưởng tới tôi đấy. Có thời gian rảnh thì chạy bộ cùng nhau nha, chủ nhiệm Tô. Check-in buổi họp lớp đầu tiên của thầy Hướng. Sẵn tiện nói luôn, đây không phải là chương trình thực tế. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chị Thôi. Thanh Thanh à, chuyện lần này của Đông Nam thật sự quá vớ vẩn, làm cho chúng ta giống như đang thanh minh một cách giả tạo đấy. Tôi thật sự bó tay rồi. Chúc các cậu may mắn. Lưng muốn gãy rồi đây. Cuối tuần này tôi muốn ngủ 2 ngày. Dù trời có sập cũng đừng làm phiền tôi. Cô làm gì thế? Có làm gì đâu. Đi tới đi lui vận động giúp tôi. Nếu không phải tôi ra ngoài rót sữa phát hiện ra cô, đừng nói là cô muốn nhìn trộm tôi chứ. Tôi chỉ muốn vận động đơn giản nhẹ nhàng một chút xíu là do anh ép tôi đấy. Xin lỗi.
Chờ chút. Buổi họp lớp hôm nay của chúng ta rất có ý nghĩa. Có thể gửi cho tôi một bức ảnh gốc được không? Hả? Tôi cũng đã hỏi các học sinh những câu hỏi giống như thế, nhưng mà các em ấy trả lời tôi đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà hôm nay, lúc ở trên núi, các em ấy đều tự nguyện viết ra. Cô Tô, hôm nay cô cũng ở đó à? Sao tôi không thấy cô? Cô ở đâu thế? Tôi lần sau muốn đi cùng chúng tôi, đừng có lén la lén lút như vậy, mạnh dạn chút đi. Cô muốn anh gốc đúng không? Chút nữa tôi gửi cho. Được, cảm ơn. À đúng rồi, chút nữa cô gửi cho tôi một tấm ảnh của cô. Tôi bảo Tiểu Phạm Tử Photoshop đưa cô vào đó. Một lớp cần phải đầy đủ các giáo viên. Được, nè. Vậy anh cũng cố gắng nha. Đây không phải là chương trình thực tế. Chuyện này từ lúc bắt đầu đều là thật. Thầy Hướng không hề bia. Thầy Hướng đúng thật là giáo viên âm nhạc của chúng ta. Bạn cùng bàn à? Bố bối, Phí Tư, Tiểu Phạm Tử, mau tới xem Weibo của thầy Hướng đi. Ca Tử à, đang làm gì thế? Nhẹ nhàng thôi. Con xin lỗi mẹ. Thật sự con hạnh phúc quá. Hướng Đông Nam chính là giáo viên âm nhạc của bọn con. Con còn xuất hiện ở Weibo của thần tượng của bọn con nữa. Cứu với, đều xem cả chưa? Xem chưa, Weibo sắp nổ tung rồi. Thần tượng đang ở rất gần, chỉ trong tầm tay. Không hề tồn tại chuyện chương trình thực tế. Thầy ấy vừa đăng chuyện cả lớp chúng ta đi lên đỉnh núi công viên. Mọi người đều biết rồi, tự công khai dẫn đầu cả lớp trốn học. Để tôi xem anh có muốn sống nữa không. Cái trường này điên rồi sao? Sao lại mời anh ta làm giáo viên? Chẳng phải làm lỡ đời đệ tử đây sao? Sống không được nữa thì quay về nghề cũ chứ gì? Dựa vào mấy chuyện tà đạo để đổi đời sao? Nằm mơ đi. Tôi là học sinh của trường trung học sư phạm. Hướng Đông Nam lại đang bia cho bản thân. Biến khỏi la bàn đi. Không có cách nào tẩy trắng được đâu. Hướng Đông Nam cả đời bị bôi nhọ. Tôi thật sự đã bị sốc, sốc tới nỗi rớt cả hàm luôn. Hướng Đông Nam làm lỡ đời đệ tử. Mộ thần. Mộ thần à, Đông Nam à, tôi vừa mới đọc được bài đăng mới trên Weibo của anh. Anh thật sự quay lại trường làm giáo viên à? Đúng rồi, bây giờ tôi là giáo viên âm nhạc, không phải chương trình thực tế. Tự nhiên cảm thấy làm giáo viên âm nhạc cũng không tệ. Tôi đã nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ đem mấy chuyện này để lừa dối đâu. Thế trước đó bên công ty giải trí Quang Niên sao lại thanh minh giả tạo vậy? Anh có bị ảnh hưởng gì không? Tôi đã hủy bỏ hợp đồng, thì làm gì còn ảnh hưởng nào nữa chứ? Yên tâm đi, không sao đâu. Ai đó? Cô Tô xin chào. Tôi là trợ lý của Hướng Đông Nam, người vừa gửi tin nhắn cho cô. Rất xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền cô. Nghe nói cô thích uống trà phổ nhĩ, chi bằng chúng ta cùng uống một tách. À, cuộc điện thoại lần trước tôi xin lỗi nha. Nhất thời nóng giận nên không kìm được. Tôi không sao đâu, tôi hiểu mà. Là thầy Hướng của chúng ta gây phiền phức cho cô. Tôi phải gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới cô. Vậy những ngày tiếp theo, thầy Hướng của chúng tôi đành nhờ cô Tô rồi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng Hướng Đông Nam, hy vọng có thể giúp ích cho cô. Được. Thầy Hướng trước đây chưa từng làm giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa lại xuất thân là giáo viên chuyên môn âm nhạc, vì thế hy vọng cô Tô sau này tham gia nhiều hơn vào công tác quản lý lớp. Về các môn văn hóa, phiền cô quan tâm nhiều hơn, dẫn dắt lớp số 8 cùng nhau tiến bộ.
bản kế hoạch của cô giáo chủ nhiệm Tiểu Lôi. Làm giáo viên quan trọng nhất là gánh trên vai trách nhiệm to lớn dẫn dắt học sinh đi đúng hướng. Tốt cho học sinh mới thật sự là tốt. Đừng nghĩ chuyện gì cũng là đương nhiên. Quy định thì cứng nhắc nhưng con người thì không. Mặc dù chị cũng thích làm việc theo quy tắc nhưng vẫn phải lấy con người làm gốc. Cố lên. Ca Tử, cậu cả đêm không ngủ sao? Sao trông cậu hồn siêu phách lạc thế? Có cần vào phòng nằm chút không? Tôi đang nghĩ thầy Hướng phải làm sao đây. Tôi nghĩ Tinh Tử nói rất có lý. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiệu trưởng Đỗ Khai vốn có ý kiến rất lớn với việc thầy Hướng Đông Nam nhậm chức. Giờ xảy ra chuyện này, chắc thầy Hướng Đông Nam sắp lên thớt rồi. Chiêu tự khai này của thầy Hướng cao tay. Nói cậu trẻ con, cậu quả đúng là chuyện gì không vui nhất chuyện ấy. Là còn chọn đúng chuyện buồn nhất nữa chứ. Cậu không biết nói chuyện thì đừng nói nha. Tớ nói thật đó. Vừa nãy trước lúc ra khỏi nhà, mẹ mình còn hỏi mình: Mẹ cậu, không phản ứng gì sao? Tớ đoán thầy Hướng là không muốn làm nữa. Vừa hay trúng ý đôi bên luôn. Thầy Hướng Đông Nam không phải là không muốn làm nữa. Thầy ấy đang thể hiện quyết tâm thiết lập mục tiêu. Thể hiện quyết tâm với ai chứ? Không phải thể hiện quyết tâm xong thì từ chức đó chứ. Thế Ca Tử của chúng ta phải làm sao? Tuyệt đối không được. Tớ phải bảo vệ ước mơ của lớp số 8. Bảo vệ Hướng Đông Nam. Tần Hàm này, buổi sinh hoạt lớp của chúng ta trên đỉnh núi gây không ít tranh cãi trên mạng. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc nhậm chức của thầy Hướng. Tớ rất lo cho thầy ấy. Vì thế, tớ muốn viết một lá thư ủng hộ của tập thể lớp chúng ta. Mặc dù cậu không tham gia buổi sinh hoạt trên đỉnh núi hôm đó, nhưng chúng tớ cần sự ủng hộ của cậu. Cho nên cậu có thể... Tần Hàm. Mặc dù tớ không biết chuyện này rốt cuộc có cần thiết không, nhưng hoạt động tập thể lần này tớ không muốn bỏ đội nữa. Thầy ấy không đánh mà tự khai thì còn cách gì nữa. Đúng là ngốc như lợn. Đúng vậy, còn liên lụy tới chúng ta nữa. Tại sao phải viết thư ủng hộ thầy ấy chứ? Câu nào tớ cũng tán đồng. Mặc dù tớ không thích thầy Hướng Đông Nam, nhưng mà nghĩ tới sự bá quyền của cô Tô, tớ không phản đối tham gia vào chuyện này. Đúng đó. Nếu tới các cậu mà cũng không lên tiếng giúp thầy ấy thì cả lớp chúng ta sẽ rơi vào tay cô Tô quản lý đó. Các cậu đừng quên, thầy Hướng và Mộ Thần là bạn rất tốt với nhau. Nếu như các cậu muốn tham gia buổi hòa nhạc, thầy Hướng chắc chắn sẽ giúp được các cậu. Nào nào nào. Tưởng Tiệp. Phiền phức. Mau đi đi. Cảm ơn Hàm Hà đại đại. Ừ. Được, tôi biết rồi. Hôm nay cô rất đẹp. Cảm ơn. Cô đi đâu à? Buổi hòa nhạc. Một mình cô à? Xin lỗi, tôi vô duyên rồi. Đúng đó.
là tôi vô duyên rồi, hay là cô một mình? Thư ủng hộ, có lá thư ủng hộ này rồi thì không ai có thể đuổi thầy Hướng đi được. Cảm ơn bạn cùng bàn. Tẩy chay hướng đông nam. Tóm được cả tăng chứng mật chứng rồi nha. Tôi xem bây giờ cô giải thích thế nào. Beautiful takes my breath away, gives me a high every time. Your smell, your presence. So. Tay. Xin lỗi nha, tôi không biết là cô. Tay của cô không sao chứ? Lần này quả thật không phải tôi cố ý đâu. Thế lần nào là anh cố ý? Chuyển tới cạnh nhà tôi. Người anh muốn tìm bây giờ đang ở đồn cảnh sát rồi. Có ba người. Đúng, tôi đúng là cố ý chuyển tới cạnh nhà cô. Tôi chính là thích cô. Tôi phải theo đuổi cô. Tôi không phải là có ý đó. Tôi chờ đã. Mình vừa làm gì vậy? Mình nắm tay rồi sao? Đây là trường học, không phải là nơi để cho các em tự tung tự tác. Nếu còn để cho tôi phát hiện các em dở trò ở trong trường thì không chỉ cảnh cáo miệng đơn giản thế đâu, rõ chưa? May là để tôi phát hiện đấy. Chứ để cho người khác phát hiện đưa mấy cô cậu tới đồn cảnh sát rồi lập án thì hỏng cả đời mấy cô cậu rồi. Đúng là một đám trẻ ngốc. Còn cả một tên ngốc lớn đầu nữa. Phí cả tấm vé buổi hòa nhạc của mình. Còn không biết có thể đổi sang ngày mai không nữa. Tức chết đi được. Số buổi chiếu, hóa đơn, đăng ký thiếu vé. Mới đó đã hết rồi. Số phận đen đuổi, long đong lận đận. Buổi hòa nhạc của mình... Chủ nhiệm Tô, công tác bồi dưỡng tổ trưởng nghiên cứu giáo dục và giáo viên môn học kỳ này phải nhanh chóng triển khai thôi. Đặc biệt là tăng cường công tác tư tưởng và biện pháp phạt, kịp thời đánh giá và kiểm tra chất lượng công việc và trình độ giảng dạy của tổ giáo viên, lập hồ sơ giảng dạy, đặc biệt là tổ giáo viên lớp số 8 khối 10. Chủ nhiệm Tô nhất định phải tăng cường giáo dục tư tưởng và công tác phạt, đào tạo một tổ giáo viên ưu tú, chất lượng cao, tố chất cao, đặc biệt là lớp số 8 khối 10. Chủ nhiệm Tô nhất định phải tích cực tổ chức dự giờ giảng dạy, thực hiện chế độ đào thải người xếp cuối, thưởng phạt rõ ràng, đặc biệt là lớp số 8 khối 10. Đúng rồi, chủ nhiệm Tô, thầy Hướng Đông Nam đăng bài Weibo, cô xem chưa? Gây tranh cãi trên mạng như thế, còn ra cái thể thống gì nữa? Nhất định phải chú ý tới chuyện này. Thứ hai họp, nhất định phải xử lý nghiêm khắc chuyện này.
cuộc là ai? Tôi cảnh cáo mấy người tắt ngay báo thức cho tôi. Tôi có tật giấc ngủ đấy. Các người đừng ép tôi phải bộc phát. Tôi ghét nhất cái loại báo thức ảnh hưởng tới hòa bình chung đấy. Ai? Xin lỗi thầy Hướng. Chị tôi nói rồi, báo thức là phát minh vĩ đại ở thế kỷ 18, có ảnh hưởng trực tiếp tới đồng hồ sinh học của con người. Mục đích là nhắc nhở chúng ta làm việc đúng giờ đúng giấc, đặc biệt là để đánh thức kẻ lười. Còn nữa thầy Trần, không phải báo thức của anh không cần xin lỗi, cũng không ai cần anh xin lỗi. Xin lỗi cô Tô. Cô, anh chuẩn bị đi, đừng có đi muộn. Bây giờ mới 5 giờ rưỡi, cô không cần ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Cậu hiến kế tội gì không biết? Có nhất thiết phải thế không? Vốn dĩ không cần thiết. Tình trạng này chẳng phải nhờ vào công của anh sao? Đi nhanh đi. Thấy sức hấp dẫn của anh cậu rất lớn rồi chứ. Đăng bừa cái trạng thái Weibo đã khiến dân mạng rừng rừng. Toàn là người hâm mộ của anh, không nhất thiết phải trốn. Cậu đừng có động vào anh. Chuyện anh không muốn làm, em làm gì có cách nào ép anh chứ. Nếu không phải vì anh muốn bảo vệ trường, em có cách nào mặc đồng phục trường lên người anh sao? Đúng, cậu không ép anh, mà cái này gọi là hãm hại lừa đảo. Người ta quay truyền hình thực tế, vừa nổi tiếng vừa kiếm được tiền, anh thì sao? Tự chui đầu vào rọ. Anh cảnh cáo cậu, còn có lần sau anh sẽ giết cậu. Biết rồi, em nói cả vạn lần xin lỗi rồi. Thầy Hướng hãy nể tình, tối qua em cực lực tóm Antifan, tha lỗi cho em đi. Antifan do cậu tóm sao? Anh à, nếu như ban đầu em không lấy chuyện truyền hình thực tế lừa anh có nghĩ tới việc về trường làm giáo viên không? Nếu không phải vướng cái hợp đồng, vị trí giáo viên này ai muốn làm đi mà làm. Đi đây. Lớp số 8, khối 10. Thứ sáu tuần trước, việc tập thể chúng ta ra ngoài ngắm hoàng hôn, trường đã biết rồi. Thầy Hướng đã nói là hành động bí mật rồi mà, thầy lại tự đăng ảnh lên mạng. Là thế nào chứ? Đúng đó, thầy Hướng à. Thầy thì có thể mặc kệ không lo như thế, nhưng người chịu khổ chịu thiệt là chúng em. Thầy Hướng, sinh hoạt lớp ngoại khóa là do chúng ta cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau biểu quyết mới thông qua. Em tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt của nhà trường. Chuyện này là do em khơi ra, có trách thì hãy trách em đi. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Nếu đã làm rồi thì đừng có lâm trận bỏ chạy, trách cái này trách cái kia. Lớp số 8 của chúng ta chẳng lẽ chút lòng đoàn kết này cũng không có sao? Nè, mấy em ngồi xuống đi đã. Chuyện này thầy cảm thấy Tưởng Tiệp nói đúng, là thầy đã làm trái lời hứa với các em. Vì thế đăng ảnh lên mạng là thầy không đúng. Thầy xin lỗi các em. Nhưng chuyện này thầy sớm đã báo cáo với nhà trường rồi. Hiệu trưởng An và chủ nhiệm đều đồng ý rồi. Chiếc xe buýt đón chúng ta hôm đó cũng là do trường sắp xếp. Thế thì thầy Hướng, sao thầy không nói sớm chứ, lại còn làm rắc rối như vậy? Đúng đó, cuối cùng còn dọa chúng em hết hồn. Thầy Hướng, trường học sẽ không phạt thầy nữa sao? Chuyện này thì nhà trường sẽ không phạt bất kỳ ai trong lớp chúng ta. Chủ đề lần sinh hoạt lớp trên đỉnh núi này là sự tín nhiệm và ăn ý. Tiếp theo chúng ta còn phải cùng nhau gắn bó 3 năm nữa. Vì thế thầy hy vọng những ngày tháng tiếp theo, bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì, lớp số 8 của chúng ta đều phải là một tập thể tràn đầy sự tin tưởng nhau. Dù tương lai chúng ta gặp phải bất kỳ thử thách gì, chỉ cần nhớ lại lần này chúng ta đã mạo hiểm, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau đảm đương và trải qua nỗi sợ hãi. Như vậy tương lai sẽ không có chuyện gì có thể đánh bại được lớp số 8 của chúng ta nữa. Đương nhiên một tập thể tốt thì không thể nào thiếu một người quản lý tốt. Vì thế thầy hy vọng lớp chúng ta tiến hành chế độ cùng chủ nhiệm lớp. Môn chuyên ngành thì tìm thầy, môn văn hóa thì tìm cô Tô Kỳ. Được, tiếp theo sẽ do cô truyền đạt một chút về kế hoạch dạy tuần này của trường. Trời cao biển rộng, chỉ hướng đông nam.
Báo cáo. Tiểu Phạm Tử, có chuyện gì? Báo cáo gì chứ? Không xong rồi, mẹ tớ tới rồi. Đáng đời, ai bảo cậu luôn nợ bài tập về nhà? Không phải, mẹ cậu cũng tới rồi. Mẹ cậu cũng tới. Mẹ cậu, cả cậu nữa, đều tới cả rồi. Một đám đông phụ huynh đang vạch tội Hướng Đông Nam. Vạch tội. Thầy Hướng, mặc dù sự việc đã kết thúc, nhưng những phụ huynh phẫn nộ ở phòng họp kia, ai sẽ là người xoa dịu đây? Đương nhiên là do hiệu trưởng An đi xoa dịu trước rồi. Nếu không thì ngồi đây đã không phải là hiệu trưởng Đỗ rồi. Hiệu trưởng Đỗ, chủ nhiệm Tô, chúng ta có cần đi xem chút không? Không cần, đương nhiên là không cần. Nghĩ xem, nếu những phụ huynh đó nhìn thấy thầy Hướng thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn cảnh nhốn nháo ở ngoài cổng trường đi. Phụ huynh cũng là khó khăn lắm mới chen vào được đấy. Cho em hỏi thầy Hướng có ở đây không ạ? Sao thế ca tử? Đây là cái gì? Đây là thư ủng hộ mà chúng em viết vì thầy. Toàn bộ 20 người trong lớp đều ký tên lên trên rồi. Chúng em muốn để cho nhà trường biết. Học sinh lớp 8 chúng em đều công nhận thầy. Chúng em không thể không có thầy Hướng. Thầy Hướng à, những lời sau đây là em nói với tư cách là fan của thầy. Những năm qua, lời đồn về thầy rất nhiều. Em cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mà trước sau, em luôn cảm thấy bài hát mà một người viết sẽ không lừa người. Thầy từng viết bài Cỏ Cây Đều Thú Vị. Thầy từng hát Mời Bốn Mùa Thay Đổi Khung Tranh, tùy ý nở quanh khắp chân trời, vượt qua cả sự tuần hoàn của năm tháng, tìm thấy cả sự bắt đầu của sơ tâm. Đây là bài hát mà em thích nhất. Thế nên không cần biết là ca sĩ hay là thầy, em sẽ luôn tin tưởng thầy, ủng hộ thầy. Quay về đi. Ra thể thống gì nữa chứ? Nhìn cái gì? Còn ra thể thống gì nữa? Ai không quay về lập tức xử phạt. Nhanh lên, quay về. Trời cao biển rộng chỉ hướng đông nam. Trời cao biển rộng chỉ hướng đông nam. Trời cao biển rộng chỉ hướng đông nam. Chủ nhiệm Tô không hổ là chủ nhiệm Tô. Đỗ tôi thật sự khâm phục. Hướng Đông Nam có thể giải quyết tình hình bên ngoài trường không? Ý nghĩa của thần tượng không phải là ở chỗ dẫn dắt fan đúng đắn sao? Thần tượng hồi trẻ của hiệu trưởng Đỗ chắc chắn không tầm thường. Thần tượng hồi trẻ của tôi một hai câu không thể nói rõ được. Friedrich Wilhelm Nietzsche vẫn luôn là thần tượng của tôi. P là một điểm trên phương trình Elliott. Do kiến thức về xác suất và thống kê liên quan mật thiết tới cuộc sống thực tế, dự đoán sau này trong đề thi đại học, trừ đề thi truyền thống như đề thi trắc nghiệm, đề thi điền chỗ trống, thì đề thi trả lời câu hỏi cũng sẽ xuất hiện. Trong ứng dụng thực tế về các vấn đề xác suất, chủ yếu khảo sát năng lực kiểm soát, năng lực phân tích và năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản của học sinh, lấy cao, thấp, trung bình làm chính. Trong khi ôn tập chủ yếu lấy nội dung kiến thức cơ bản làm trọng tâm. Báo cáo. Thầy Trần, chúng em về rồi ạ. Vào ngồi đi. Trời đất, tớ nói cho cậu biết, lần này không phải ông Tô, là thầy Hướng đấy. Chúng em không thể không có thầy Hướng. Học sinh lớp 8 đều công nhận thầy. Thầy Hướng, thầy đã viết bài Cỏ Cây Đều Thú Vị. Thầy từng hát Mời Bốn Mùa Thay Đổi Khung Tranh, tùy ý nở quanh khắp chân trời, vượt qua cả sự tuần hoàn của năm tháng, tìm thấy cả sự bắt đầu của sơ tâm. Thế nên không cần biết thầy là ca sĩ hay là thầy, em sẽ luôn tin tưởng thầy, ủng hộ thầy. Just be yourself.
Các vị phụ huynh, học sinh lớp 8 nhờ tôi đưa vật này cho mọi người. Mời mọi người bớt một phút để xem qua. Hướng Đông Nam, hướng Đông Nam. Mọi người quay về đi. Chúng em đến để ủng hộ anh mà. Tôi biết. Nhưng tôi hy vọng sau này các bạn đừng tới nữa. Rất cảm ơn. Các bạn vẫn thích tôi của ngày trước. Nhưng nói thật, đến bản thân tôi cũng không thích nữa rồi. Nếu tôi đã tới đây thì tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Tôi của hiện tại muốn bắt đầu lại ở trường trung học sư phạm. Rất cảm ơn các bạn đã luôn cổ vũ cho tôi. Vẫn là câu đó, hy vọng các bạn có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, sống tốt cuộc đời của chính mình. Cũng hy vọng các bạn có thể cho tôi một cuộc sống mới nhiều không gian hơn, cho nhà trường và học sinh của tôi nhiều không gian hơn. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy về đi. Đây là hướng dẫn sử dụng hướng Đông Nam, hy vọng có thể giúp được cho cô Tô. Điều thứ nhất, mỗi ngày hướng Đông Nam đều cần uống sữa ấm, bắt buộc phải là sữa ấm, nhiệt độ không được quá nóng, đương nhiên cũng không quá lạnh. Điều thứ hai, đặc biệt cực kỳ ghét chuông báo thức. Điều thứ ba, hướng Đông Nam ăn trứng gà thì chỉ ăn trứng luộc hoặc trứng rán đều hai mặt, những kiểu khác đều không thích. Điều thứ 99, không được để hướng Đông Nam xem tivi. 99 điều. 99 điều hả? Tại sao lại là tôi?